xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một chiếc đẩy đến từ thương hiệu là Crest Audio, xe 6, hàng made in USA, Mazda in USA Mỹ nhá. Dòng này thì đời khá là cổ rồi nhưng mà máy nó rất là xịn này các bác nhìn này. Dây bó của người ta bao nhiêu năm rồi nó vẫn cứ bùng nhùng này. À, hay chưa? Dây nó có một sự đàn hồi rất là đáng kể. Về tình trạng máy của con này thì đã thay một quạt. Đấy, còn lại thì em không biết là thay thêm cái gì nữa không. Nhìn chân linh kiện sò rồi linh kiện tụ rồi tất tần tật. Nó có một cái chất mà vẫn là cái đặc trưng của những dòng máy nội địa cao cấp ngày xưa của Mỹ. Đấy. Xe 6 với công suất hiện tại theo em được biết ở trên website của hãng đó là 400W ở 4 ôm. 400W là 4 ôm này. Đấy nha. 600W là 8 400W là 8 ôm này, 600W là 4 ôm này. 2 ôm là 750W. Và các bác nếu mà dồn hai kênh thì là nó là 1200 ở 8 ôm và 1500 ở 4 ôm. Đây là xe 6 vào chính hãng của Crest Audio. Đấy, cũng may là tìm được thông số thì mình làm xe test nhanh luôn. Đang có bác khách ngồi chờ ở đây để lấy cả đẩy con hoa, một cái sự bất ngờ không hề nhẹ ở đây. Em sẽ cố gắng test nhạc luôn cho các bác. Nhưng mà trước khi test nhạc thì em sẽ quay cho các bác xem cái mặt sau của sản phẩm nha các bác nhá. Thì đây là cái linh kiện máy và bên trong đây là mặt sau này. Mặt sau thì các bác đang thấy ngay đây là có đường điện vào này. Cái này thì có hai đời nhá. Đời đây là 220V trên 50-60Hz này. Đời này đời quốc tế này, xuất cho Đông Nam Á này. Có rác da này. Đấy. Đây là công tắc chế độ chuyển cầu này. Tín hiệu đầu vào này. Đấy, quạt này, đây là cái bảo vệ quạt nguyên zin đấy nhá. Nguyên zin của hãng chưa thay đâu. Còn về anh em sẽ thay thành cái chắn bằng inox, còn đây là chắn bằng nhựa. Đấy. Về tổng quan máy thì còn tương đối là đẹp, không được tuyệt vời lắm nhưng tương đối là đẹp. Thì hôm nay là quay trước của bác là xe 6, số rất là đẹp, hợp với tuổi, hợp với người giới thiệu nhưng mà nó sẽ đi vào túi tiền của các bác. Con này hiện tại em đang bán với mức giá là 4,2 triệu. Giá các bác có thể kêu là đắt, có thể kêu là thế này thế kia nhưng đây là máy xịn. Và nó sử dụng sò đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 sò một kênh, 32 sò hai kênh, được chưa? Tổng cộng sò đấy nhá, bao gồm cả sò thúc và sò đệm. Và cái con này nó có một điểm đặc biệt đó là sử dụng một cái mạch Freemni, tức là mạch khuếch đại tín hiệu. Đấy. Mạch xử lý tiếng, rất là nhiều linh kiện dày và cao cấp. Và linh kiện đây là đều chính hãng của Nhật Bản hết. Là sò công suất chính là của Toshiba, sò đệm này thúc đây là sò NEC, NEC. Đấy, con này đã thay một quạt nhá, được chưa? Quạt đây là quạt zin của hãng là NMB, quạt của Thái. Còn quạt kia là chắc là của Trung Quốc thôi. Máy thì nó có một điểm đặc trưng đó là những cái dòng máy cao cấp của Mỹ. Em sẽ rút điện nha. Cao cấp của Mỹ ngày xưa từ trước giờ thì nó sẽ niền luôn cả automat. Đấy, niền luôn cả automat. Nên là các bác mà dùng chẳng may nó chập nó quá tải hay là chập dây no hay là như nào đó hay là quá tải sông điện áp máy nó có lỗi gì đấy là con này nó sẽ tự nhảy luôn. Đấy, rất là hay. Đấy, xe 6 Crest Audio. Đây, tình trạng biến áp nguồn đây. Đấy, sò đây. Nhiều sò nhưng mà công suất ra nó có 8 ôm là vào 400W, 4 ôm là 600W, đấy, 2 ôm là 750W. Với một công suất mà em đánh giá là rất là khiêm tốn, cực kỳ là bệnh viện đa khoa hữu nghị cho các bác. Nếu như các bác mà tìm những con cục đẩy chất và đánh những dòng loa cao cấp thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo của các bác. Và ngay bây giờ thì em sẽ test nhạc lên để các bác cùng nghe thử xem chất lượng âm thanh của dòng Crest Audio này, tiếng nó hay thế nào. Nguồn phát em đang sử dụng là trên điện thoại iPhone 6S nên là chất lượng âm thanh ra tương đối nhá. Nhạc của iPhone không chê được, chê mỗi cái hay nhìn trông hơi cùi thôi. Từng ngày trên phố bước chân em lẻ loi chờ anh đến chốn mơ xa nhạt bóng nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về đặt tên dấu chân anh trong đời tôi giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình anh còn đây nước mắt hóa chung niềm nhớ nhung trên con đường xanh màu lá đã qua.
người lẻ loi bước chân em đi về đâu. Chơi với em bước qua bao con đường xưa, nơi ta đã có những ngày vui, bao nhiêu ân ái xin trôi theo làn mây. Miên man câu hát khẽ gọi anh, tiếng mưa buồn rơi lạnh quá cô đơn em khóc thầm. Lẻ loi bước chân em trong chiều thì cũng chỉ ngắn vào tầm 2 phút thôi các bác ạ, bởi vì bác khách đang đứng chờ ở đây và đang rất là sốt ruột, rất là mong muốn bê combo này về. Đây này, bác khách là bảo là chỉ cần đánh qua bà biết lại cho anh, không cần sơn, anh về anh tự sơn, vui tính thế. Ok, thì trước mặt các bác đây là một cặp loa hát acoustic PS10. Con này thì sử dụng cấu hình là cộng trừ 2 để đấu tín hiệu đầu vào. Củ loa là 10 inch, tức là bass 25. Và đây máy đây nha các bác nha. Con này thì cũng phải rất là chia buồn với toàn thể các bác, là bác khách là rất là thích, được gọi ưu tiên mang về nghe thử trong vòng 3 ngày, không ưng là đổi trả hoặc là hoàn lại. Thì cái hàng này là em sẽ ưu tiên dành cho người chịu chơi. Chịu chơi là đánh về những cái dòng loa cao cấp thì sẽ sử dụng con đẩy này, đánh tiếng nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Với mức giá hiện tại, với cái tầm công suất hiện tại trên máy này đếm sò như thế này, thì em nghĩ chắc chắn là mức giá này nó chỉ ngang với những loại con đẩy mới hàng Trung Quốc mà các bác mua trên thị trường. 32 sò mua mới kiểu gì cũng phải tầm trên dưới 4 triệu rồi đúng không ạ? Thì con này hiện tại em đang bán với mức giá là 4.200.000 đồng, bao ship cho các bác trên toàn quốc, tặng jack clone, jack speak công và dây nguồn. Đấy, đầy đủ cho các bác. Nếu như các bác nào quan tâm đến sản phẩm cục đẩy công suất Crest Audio này thì hệ trực tiếp với em. Em xin nói luôn là cái này thì nó có tay sách, nhưng mà tay sách là màu đen đã bị mất về Việt Nam. Chủ hàng thì báo là mày thích thì anh nắp cho mày cái tay màu trắng này cũng được, về thì thích lại tháo ra tự sơn, cái này đơn giản thôi. Đấy thì em không quan trọng, bảo có cái tay thì cũng được, bê cho nó tiện. Đấy. Thì nên trên đây là cấu hình cùng cục đẩy các bác nhá. Máy sử dụng tổng công suất là 32 sò 2 kênh. Máy xịn chính hãng của Crest Audio. Nếu các bác mua hàng thì yên tâm tuyệt đối, hàng này là cao cấp nhưng mà hàng vớ vẩn. Nên là các bác cứ yên tâm. Những máy nó nghe này nó bị nhái rất là nhiều. Nhưng đây thì nói luôn các bác là Crest Audio với đó sử dụng sò nét xanh đen này. Đấy. Và cái cánh hút gió này thì nó sẽ chặn và chéo đây. Nó chỉ hút gió cái phần tản nhiệt này thôi, nó không hút gió cả phần linh kiện này nữa. Những phần linh kiện này nó bị bám bụi bẩn vào, nó sẽ gây hại và nó sẽ sinh ra nỗi. Đấy. Lưu ý nhá, đây là máy xịn, sử dụng ống gen ruột gà đây này. Đấy. Bó dây của nó bao nhiêu năm rồi nó vẫn đàn hồi rất là tốt. Nó vừa cứng lại vừa mềm, nó rất là xịn. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Đây sản phẩm rất là xịn, review khá là chi tiết, cũng quay nhanh thôi. Để còn mời bác khách mang về nghe rất là phấn khởi. Ok, xin kính chào toàn thể các bác nha.